chi là gì? What is a genus? What is a genus? Chi trong sinh học là gì? What is a genus in biology? What is a genus in biology? Chi, một số tài liệu về phân loại sinh học trong tiếng Việt còn gọi là giống, tiếng Latin là genus, genus. Là một đơn vị phân loại sinh học dùng để chỉ một hoặc một nhóm loài có kiểu hình tương tự và mối quan hệ tiến hóa gần gũi với nhau. Chi bao gồm các nhóm loài có cấu trúc tương tự hoặc có một số thuộc tính chung. Xếp hạng phân loại sinh học chi, dưới, họ và trên cấp loài. Species, species. Định nghĩa loài. Loài được xếp hạng phân loại thấp nhất và là đơn vị hoặc danh mục cơ bản nhất của phân loại sinh học. Khi mình dùng từ hydrangea, hydrangea có nghĩa là gọi chung cho chi tú cầu. Hydrangea là một chi của 70 đến 75 loài cây có hoa có nguồn gốc từ châu Á và châu Mỹ. Cho đến nay, sự đa dạng loài lớn nhất là ở Đông Á, đặc biệt kể đến là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Chi tú cầu hầu hết là những cây bụi cao từ 1 đến 3 mét, nhưng cũng có một số là những cây nhỏ. Hôm nay, em cũng xin giới thiệu một loại cẩm tú cầu ở vườn nhà của anh chị bạn Mỹ, có một cái tên rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, đó là Bobo Hardy Hydrangea. Bobo Hardy Hydrangea. Loại tú cầu này với chiều cao chỉ từ 3 feet, tương đương với khoảng 0,9 mét. Thơm lắm nha các bạn, mà nó còn có phốt phốt hồng nữa nè. Nó có những bông hoa trắng kem khổng lồ vào mùa hè và nó giữ khá là lâu. Hoa được giữ thẳng đứng trên thân cây và tiếp tục phát triển và kéo dài khi chúng nở. Vào mùa thu, hoa có thể chuyển sang màu hồng nhạt. Đây là một cái cây trồng không thể phủ nhận cho bất kỳ cái khu vườn nào, đặc biệt là nơi có không gian bị hạn chế.